Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip trước mình đã có dịp chia sẻ cùng các bạn cái cưa kiếm rất là tuyệt vời là của mình. Hôm nay mình sẽ tháo nó ra để cho các bạn coi có cái gì ở bên trong chiếc cưa kiếm này nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè. Đây là bên trong của chiếc cưa kiếm các bạn, bạn thấy không? Cái phần động cơ này trông rất là lạ đúng không? Có thể nhiều bạn cũng chưa nhìn thấy cái động cơ này bao giờ. Còn đây là cái motor chính của chúng ta các bạn, mình sẽ coi xem nó là motor gì nha. Cái khối động cơ được hoàn thiện rất là đẹp các bạn, rất là nặng luôn. Đây là cái motor của chúng ta các bạn, cái motor là RS550. Khá là lớn các bạn. Cái này là cái chống rung ở trên đây. Đây là cái cò điều tốc của chúng ta này. Đây là cái thông số kỹ thuật của cái cò điều tốc các bạn. B nhỏ hơn 16A. Đây là cái đế pin. Bây giờ mình sẽ tháo thử cái bộ phận này ra nha các bạn. Bạn có thể thấy này, đây chúng ta có một nhông rất là lớn các bạn. Bạc đạn rất là to. Ở đây thì không có gì nha các bạn. Lưỡi cưa của chúng ta nó sẽ hoạt động như này các bạn. Nó chạy lên này. Bạn thấy không? Chạy lên chạy xuống đây này. Đây là cái trục hành trình của máy các bạn. Bạn thấy không? Cái đường rãnh nó xẻ xẻ đây này. Nó sẽ chạy trong cái đường này. 10 mm ở đây các bạn. Cái này là cái để khóa lưỡi, giữ lưỡi ở đây. Cái chốt hãm này các bạn, cái chốt hãm ở đây này. Chốt hãm nó sẽ nằm ở chỗ này. Nó sẽ đảm bảo cho cái máy của chúng ta nó chỉ chạy trong cái khoảng này thôi. Cái bánh răng này nó quay lệch tâm như các bạn. Cái vòng này nó quay, nó sẽ làm cái này quay. Motor chúng ta nó ăn vào đây này các bạn. Đó, motor chúng ta nó quay thì nó sẽ làm cái này nó quay. Đây là cái phần ốp cao su các bạn có thể thấy này, làm rất là chắc chắn, rất là đẹp các bạn. Và cái nhựa trên máy này cũng rất là tốt các bạn, nhựa dẻo này các bạn thấy không? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây là tất cả các cái bộ phận trong chiếc cưa chúng ta các bạn, không có gì nhiều đúng không ạ? Nhưng mà nó hoạt động rất là hiệu quả. Rồi, cảm ơn các bạn thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.